chuẩn bị an toàn. Quả đá từ rất xa, một dứt điểm cực kỳ nguy hiểm của đội trưởng bên phía đội bóng áo vàng. Và khá chơi mạo hiểm cho pha chuyền bóng vừa rồi, vẫn còn cơ hội được mở ra dành cho Sơn La. Lỗi rồi, tình huống phạm lỗi của hậu vệ Hương Trang, và đây sẽ là một quả đá phạt hết sức nguy hiểm ở ngay trước vòng cấm địa. Đang là những tình huống hội ý rất kỹ dành cho đội bóng nữ U19 Sơn La để có thể sút ngay, rất nguy hiểm. Vâng, như vậy đã bàn thắng đầu tiên dành cho đội bóng nữ U19 Sơn La. Một pha đá phạt của Quỳnh Anh và bàn thắng vừa rồi cũng có sự đồng hành của yếu tố may mắn. Cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Thị Quỳnh Anh, câu lạc bộ Sơn La ghi bàn thắng và tỷ số trận đấu. Hai mươi lăm phút của hiệp đầu thứ nhất, chúng ta đang được chứng kiến bàn thắng đầu tiên, đó là một pha sút phạt với lực rất mạnh, bóng chạm vào người một cầu thủ hậu vệ bên phía Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc và đổi hướng, khiến cho thủ môn Thùy Linh đã phải bị lỡ đà, không thể kịp quay trở lại để cứu thua. Thì bóng Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc mới chỉ có được một điểm, vẫn là rất nhiều những khó khăn dành cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Thành và các học trò. Khá nguy hiểm, tuy nhiên đó là một pha đường bóng tốt, vẫn còn. Cuối cùng thì sóng gió đã trôi qua. Sút ngay đó là giải pháp được đưa ra, tuy nhiên thì dứt điểm này vẫn là tương đối đơn giản. Rất nguy hiểm cho bóng này, và một lần nữa chúng ta thấy được khả năng trên bóng bổng rất tốt của thủ môn Thùy Linh. Và chơi bóng rất xoáy, quá nguy hiểm. Một lần nữa thì chúng ta thấy được khả năng chống bóng bổng của thủ môn Thùy Linh bên phía nữ U19 Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc là tốt như thế nào. Tiếp tục là chơi bóng vào trong, đánh đầu, quá nguy hiểm, thật sự đáng tiếc dành cho nữ U19 Sơn La. Một tình huống xuất hiện ở cột xa và sau đó tạo ra một pha đánh đầu dội vào cột dọc. Đúng dứt điểm của cầu thủ mang chiếc áo số 19 Hải Yến. Và như vậy là Hải Yến đã đẩy người ở pha bóng vừa rồi. Mất bóng bên phần sân nhà, quá nguy hiểm. Đây là cơ hội dành cho đội bóng Sơn La, sút bóng. Quá đáng tiếc với pha đối mặt với thủ môn vừa rồi, đã chơi ăn miếng trả miếng. Nguyễn Cái Duyên ghi bàn vẫn chưa tới trong hiệp thi đấu thứ hai, và vừa rồi là một pha dứt điểm đi ra ngoài của cầu thủ Hồ Thị Lân bên phía nữ U19 Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc. Khá nhiều những cơ hội đang bị bỏ lỡ ở trận cầu ngày hôm nay trước quả đá phạt này, và khả năng cao sẽ làm quả đá ngay. Đúng là như vậy, rất nguy hiểm. Cú đá theo kiểu của Juninho Bernambucano, và dứt điểm bù lai má là rất hay. Trái bóng đi cuộn xuống đi liệm và có vẻ như đã liếm nhẹ vào mép trên xà ngang. Kịp không? Vẫn còn. Bóng vẫn nằm trong tầm quan sát của đội bóng nữ Sơn La, sút bóng. Rất hay. Quá đẹp mắt. Một trận đấu mà Quỳnh Anh bên phía đội bóng nữ U19 Sơn La đã chơi thực sự ấn tượng. Một cầu thủ có khả năng săn bàn quá đáng sợ, và vừa rồi là một cú đá có thể coi là một tuyệt phẩm. Một pha dứt điểm một chạm, một dứt điểm má ngoài là quá ấn tượng. Cú đá khiến cho thủ môn Thùy Linh bên phía đội bóng nữ U19 Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc phải chốt chân, không có một động tác nào để cản phá với cú đá này. Một pha dứt điểm căng mạnh, bóng đi liệng và thậm chí nó còn chạm vào cột dọc trước khi làm rung lưới của thủ môn Thùy Linh bên phía U19 Giang Tiên Hồ Vĩnh Phúc. Rất nhiều những nỗ lực tấn công và ép sân của đội bóng nữ U19 Sơn La đã mang về bàn thắng thứ hai. Đối thủ rất mạnh. Xin cảm ơn các khán giả đã cùng đồng hành theo dõi, cổ vũ và động viên cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.